đẹp hơn Canada không? Ôi, có con này con sò nè, sò bá luôn nè. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Clip tiếp theo thì Cao Tùng Vlog sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng trải nghiệm đi ra đảo để câu cá cũng như là tham quan những cái hòn ở khu vực Nam Du. Không biết là ở ngoài kia khung cảnh như thế nào. Đây là cũng là lần đầu tiên Cao Tùng Vlog đi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn theo chân Cao Tùng Vlog để trải nghiệm nha. Một ngày trên đảo Nam Du ở khu vực ngoài những cái hòn. Ồ, đây có nguyên một cái đảo, một cái đòn nè, nhìn đẹp quá luôn. Rồi xin chào, xin chào. Rồi chắc đi chung luôn quá. Cách xe hả? Đưa liền luôn hả? Đưa Zalo qua đây rồi chuyển. Thôi đưa 49 được rồi, đưa 49 triệu được rồi, còn chiều để lại cho anh em. Cho anh em nhậu phải không? Anh này được nè. Trên đây thì giờ này trước khi mà lên tàu thì sẽ thưởng thức một cái ly kem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo đoàn của anh Sĩ nha. Rồi giờ khách du lịch này ta đang ở dưới hết trơn rồi kìa. Anh em sẽ đi chung với đoàn nha. Bữa nay mong là sẽ được một chuyến thu hoạch thành công nha. Dính con mực á, chắc ăn là mới có con mực rồi đó.
Giờ này là khoảng tầm 7 giờ thì mình sẽ đi chuyến tàu là của anh Ngọc Sĩ để đi ra những cái hòn du lịch cũng như là đi câu cá. Nghe đây là anh Ngọc Sĩ, gọi là bà bầu, ông quên lộn, ông bầu. Nói vô thôi chứ anh Sĩ là nhận tour đi ra Nam Du nha, bốc tàu, nhà trọ cũng như là những cái chuyến mà khám phá như là câu mực, câu cá này kia nọ ra hòn Mấu. Hồi sáng nay mình đi đâu anh Sĩ? Đi mấy cái đảo nhỏ, em đi hòn Mấu trước, rồi xong rồi đó là di chuyển tiếp đảo hai bờ đập, câu cá tắm biển là ngắm san hô, xong rồi có dùng buổi cho nhâm trên tàu đó, rồi xong di chuyển ngược về lại câu cá. À, ok. Đó là lịch trình đó. Chuyên nhận tour rất là ok luôn nha, cô chú anh chị có nhu cầu liên hệ thẳng về số điện thoại của anh Sĩ. Cái số đó luôn không? Đúng không? Rồi, đúng rồi. Rồi, xíu em quay trên đó. À, bây giờ thêm anh em mình đi xuống tàu nha. Rồi, cảm ơn anh Sĩ nhiều, mà hiện tại mình cũng đang ở nhà trọ của anh Sĩ nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống tàu nha. Gọi là, mình gọi ảnh là chú đảo luôn á. Rồi, bây giờ mình đi xuống dưới luôn. Đi khía kè đó thôi mà bỏ lại luôn kìa. Người ta đi rồi kìa. Người ta đi kìa, chuẩn bị bỏ lại đó. Ây à. Rồi mình ngồi đây luôn. Không, mình ngồi dưới chứ ngồi đây, ngoài tao bơm mình á. Tao bơm mình á. Rồi giờ du khách xuống cũng rất là đông mình nè. Ở này thì thường bà con ở đây người ta đi theo tour á. Mình đi tour như vậy là mấy ngày mấy đêm ha anh trai? Giá như thế nào anh trai? Ba ngày hai đêm. Là giá sao anh trai? Một triệu rưỡi một người. Một triệu rưỡi một người ha. Là 3 ngày 2 đêm. Bao khách sạn người ta lo cho mình. Tất cả các dịch vụ như là khách sạn, rồi ăn uống, đi lại, rồi tham quan những cái đảo thì sẽ tính phí trong đó hết luôn. Còn những cái khách ghép á, chẳng hạn như là hai anh em mình á thì giá cũng khoảng tầm, nếu mà đi một chuyến là khoảng tầm cũng 200 ngàn á. Tất cả các du khách đều mặc áo phao 100% hết ha. Hầu như là tất cả các du khách đều mặc áo phao 100% hết. Có cả những em nhỏ nữa kìa. Rồi bây giờ thì mình cũng mặc một áo phao giống như hành khách vậy thôi. Đi những cái hòn khác nên sẽ di chuyển qua cái tàu bên kia nha. Cái này đi hòn khác hả em? Phải không? Đi hòn Giọng Phu. Hòn Giọng Phu hả? Có thiệt luôn hả? Ở đây có hòn Giọng Phu thiệt luôn hả anh chị? Trời ơi, sáng tưởng đâu em gái kia gạt không à. Đây bây giờ sẽ di chuyển qua bên những cái tàu bên kia nha. Cái chuyến hành trình của mình thì đi hòn khác, không có đi cái hòn Giọng Phu, nên là sẽ tiếp tục ở trên tàu trên đây. Giờ này phải nói là rất là mát nha. Anh đừng qua đó kìa. Trời ơi. Anh đuổi mình đi cô chú chị. Đó. Rồi.
kia luôn hả sao? Xíu thì anh sĩ sẽ bắt đầu cho lên trên tầng trên nha. Đây là cái buồng lái, bây giờ mình sẽ quay cái buồng lái nè. Đó giờ mình đi tàu chứ chưa bao giờ mình quay cái buồng lái, nên quay buồng lái cho cô chú chị xem luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ lên trên tầng ở phía trên nha, ở trên thì mát mẻ hơn. Mấy em nhỏ nữa nè, nhìn mấy bé chắc chắn vô. Rồi tàu kia thì đang di chuyển đi rồi. Giờ mình sẽ di chuyển lên trên nha. Dịch vụ của tàu Ngọc Sĩ, câu cá, ngắm san hô, câu mực đêm, có số điện thoại luôn. Chừng gớt nha, buông ra là gớt đó. Cầm người luôn không? Gớt nha, gớt ra là cái gì là xong luôn á. Bạn còn kỹ vậy, vô chưa, gọi không, rồi vô gọi buông ra. Rồi, lôi lên. Lôi, chỉ lên đi. Xong rồi không nhớ lôi tôi lên nha ông nội. Tôi hết tay luôn rồi đó. Ổng là bỏ luôn đi chứ lôi ổng gì nữa. Lên cũng rất là khó khăn nha, cho anh mới xem người ta ở dưới luôn đi. Ồ, trên đây mát quá luôn nè. Đây. Ở trên đây có mấy cái ghế á. Nó là giống như là ngồi ở ngoài bãi biển vậy đó. Quá mát luôn. Khách thôi vậy. Cho cái cảng cũng của Nam Du luôn quá. Con khát nước muốn chết luôn bây giờ. Cắm nó vô cái này là coi là tắt tiếng luôn đấy. Con bịch phải mở đi. Con mua tiếp cái gì? Ôi từng té nha. Bao nhiêu có tiền lẻ dùm lẻ đi anh Tùng. Nhiêu tiền với tiền sao? Kia đang mò nhâm luôn kìa, nguyên một thùng bự luôn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi lên trên hòn này để tham quan trước tiên, rồi sau đó mình sẽ đi di chuyển ra cái hòn khác.
Điểm đầu tiên mình ghé là hòn gì anh trai? Hòn Dầu đúng không? Đây, đây là Hòn Dầu. Xuống trước đây bảo. Mà xuống trước đây bác trên này mà dịnh đó. Từ từ con, dịnh dịnh cho con gái anh trai. Cổng được không? Cổng luôn. Cho dễ đi xuống. Cái đường đi xuống hơi khó. Nước ngoài đây trong quá trong luôn à, trong xanh luôn. Rất là sạch nha. Bên kia cũng có mấy cái tàu kìa. Mấy cái tàu đó người ta cũng chở khách đi giống như cái tàu của mình á. Người ta sẽ có một cái tàu nhỏ di chuyển ra để rước khách đi vào trong những cái hòn. Bây giờ mình sẽ đi lên Hòn Dầu để quay cái mấy cái khung cảnh ở trên Hòn Dầu cho cô chú anh chị xem luôn. Quá trời nước trong xanh luôn rồi, rất sạch nha. Tàu bự này thì không có cập bến được. Cười lên. Kìa quay nhìn mình lên YouTube kìa. Đó, camera lên YouTube đó. Chỉ lên chỉ. Chỉ lên YouTube chứ. Lên đi đó. Kìa kìa quá kìa. Chỉ. Quá đẹp luôn. Thank you.
luôn nha. Ở đây là người ta kêu bằng gãn san hô đó phải không? Quá trời trồng luôn. Hình như nó có một cái luồng hả anh trai? Cái nào? Ở đây nè, nó có một cái luồng, trong kia là nó đá ha. Đá mấy chỗ đâu mà cái đen này là đá. Có trong đây, bên đây là nó cát ha. Cát màu trắng rồi. Bởi vì mình phải di chuyển vô phía bên đây. Quá trời trồng luôn rồi. Trồng kinh luôn. Quá sạch luôn. Thử hột tay xuống nha, hột tay xuống chừng cá đó nha. Đây. Ồ, trong kia có một cái xích đu kìa. Mấy bạn kia lên trước. Đẹp quá luôn. Quá đẹp luôn chồng. Chú ơi, bỏ tay vô giùm con chú. Hòn dâu. Tắm hết buổi chiều thôi. Ở đây du khách cũng đang háo hức chuẩn bị để đi lên Hòn Dầu nha. Anh này háo nhớ hức là tắm. Bây giờ không biết tắm biển hả? Không, anh này háo hức tắm biển rồi chứ. Đó là trên núi không tắm biển. Biển này trong lắm nha. Tôi thấy là biển trong lắm nha, cảnh báo bên trai nha. Đừng uống nha. Uống cái quần cái chanh vô. Đây có chắc là mình không khá nước. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên nha. Đây. Lên chưa anh? Đứng ngang lên luôn á, đứng ngang. Rồi đứng ngang lên luôn nha. À, đi lên đi rồi chỉnh cho máy lên. Đây. Rồi lên. Mấy ông này là phải ga lăng nha, dịnh cho mấy cô nữ lên nha. Mấy ông lựa. Mấy ông lựa mấy cô nào đẹp đẹp mấy ông dịnh lên không à. Mấy gì lớn tuổi sao? Mấy gì lớn tuổi sao mấy ông không dịnh đâu. Trời ơi, còn đâu mát dữ rồi trời. Ôi quá đẹp rồi. Cá luôn kìa. Con cá này giống cá mình ăn tối thôi. Cái gì? Đâu? Không, con cá. Ồ quá trời trong luôn. Cá này phải nói là rất là đẹp nha. Quá khứ đẹp luôn. Ba mai lê cam kìa anh. Hết hồn đẹp luôn. Ba lê cam đi rồi cái mình đứng đây mình ba lê cam chụp với gia đình đây nè. Quá trời đẹp luôn rồi nè. Hết sức đẹp luôn rồi. Cái gần đá này đẹp quá đẹp luôn rồi. Kêu con anh đợi tôi. Quá đẹp luôn rồi. Thấy không? Thấy bình dưới biển không? Mình chụp trên xéo xuống á. Ủa sao anh chụp gì kìa? Chụp này. Ủa cá quá trời kêu con anh. Nè, dẫn đây là 1, 2, 3. Rồi, 1, 2. Quá đẹp quá ha. Chồng cái treo luôn. Rồi, quá trời đẹp thiệt. Trồng gieo ha. Nước trồng hết chứ trồng. Người mẫu cũng đẹp nữa. Đó. Rồi quay ra đây nè người mẫu ơi. Rồi, cười cái đi. Quá đẹp luôn. Chụp giùm không anh trai, chụp giùm không? Chụp giùm cho. Rồi. Chụp cái chồng, chụp cái chồng. Quá trời đẹp luôn. Hai người ôm nhau đi. Đứng hôn nhau nha. Không ai chịu nổi đâu. Ồ quá đẹp ha. Được của chồng quá trông luôn rồi. Anh chồng quá trông đẹp quá đẹp luôn. Đâu anh đâu biết quay. Cái hồ này hồ gì ta? Hồ này là Hòn Dầu. Hòn Dầu. Cá kìa. Đây nè chú anh chị ơi, phải nói là khi mà đi ra Hòn Dầu được cảm nhận được là cái bãi phải nói là rất là đẹp. Cá thì trong xanh luôn kìa. Mấy con cá nhìn thấy mấy con cá dưới được luôn á. Quá trời đẹp luôn rồi. Hết hồn trong luôn. Bây giờ mình sẽ đi dài dài vô trong. Chút xíu nữa mình sẽ lấy cái lây cam mình bay để xem được toàn cái bãi này luôn. Quá trời đẹp luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tham quan Hòn Dầu. Rồi cười lên, cười lên. Trời ơi, ôi, té té. Trời ơi, nhìn dễ cưng quá chàng luôn rồi. Giờ
nó cười đi, chụp hình kìa, chụp hình cho nó đi. Hòn Dâu. Rồi bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh Hòn Dâu luôn. Hồi này có một cái cây rất là mát nha. Ở đây thì cũng đang xây dựng, chưa có hoàn thành. Này khoảng tầm vài năm nữa thì những cái công trình này xây dựng xong sẽ đẹp hơn nữa. Đây, ở đây người ta xây dựng một cái chích đu đẹp, quá đẹp luôn. Rồi hốt ông luôn kìa, hốt thiệt luôn, tôi biết rồi né luôn. Trời ơi. Đó, kêu ảnh đứng đây nè, rồi cái đầu cô gái thả là hốt ảnh lên luôn. Tôi quay giùm cho. Ồ, mấy cái bãi đá này đẹp quá, đẹp luôn nè. Rồi chào mấy em luôn. Chào luôn. Hello. Em gái kia lội bắt cá luôn kìa. Để coi bắt được con cá nào không nha. Bắt cá luôn hả em gái? Có bắt được con cá nào chưa? Chưa hả? Bắt cá kìa, em không mệt cá. Trời ơi, bữa nay xuống đây bắt cá luôn. Lên cải cáo cho mượn cái lưới bắt cá nè. Trời ơi. Họ đi ra biển luôn đó, đi chứ. Kìa một chùm cái hồ lòi luôn kìa, cái hồ lòi đó. Bắt luôn em, lại bắt luôn. Đi lên. Dạ, đi lên. Đi đường đi lên hả? Em phải đi lên, đi lên nãy đáng. Quá trong rồi. Nắm tao lên đi. Thấy rồi, em gái mang dép luôn lạp luôn kìa. Quá trong rồi. Quá trong. Ở ngoài kia cũng có một cái xích đu kìa. Các bạn phải lội ra ngoài đó để chụp ảnh nha. Ngoài đó cũng rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên đây luôn. Ở trong đây thì có một cái quán nước uống nha, du khách có thể ghé vào đây để uống nước. Mình đây có làm những cái view với nó là rất là đẹp nha, cầu vòng. Ở đây có một view chụp hình cũng khá là đẹp. Biển đá vũ rồi đó. Quá đẹp luôn. Bên đây cũng có một quán nước. Ở đây cũng có mấy căn nhà nè. Ở đây người ta bố trí những cái thuyền nè, để cho mấy bạn chụp ảnh. Rồi mấy cái xích đu nữa, nhìn đẹp lắm luôn. Trong đây thì có một cái homestay. Homestay Hòn Dâu. Cái này ở đây mình nghĩ là nếu mà các bạn muốn ra đây thì có thể đặt vé trước á. Đặt vé trước. Đẹp quá.
Ai thích yên tĩnh thì có thể đặt những cái tấm liều này ha, ra đây để nghỉ dưỡng. Mọi người đi chơi thì hai anh em đi làm. Rồi cười lên, cười lên, cười lên, cười lên. Lặt cái gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh nha. Dính á, dính dính hai bên luôn á. Người đẹp. Hai bên này nè. Dính hai cái tay hai bên. Dính hai sợi dây và đặt cái mông của mình vào giữa cái chỗ xe á. Ngồi hai tay dính hai dây mới có thể ngồi xuống. Ngồi lên chụp thì đẹp hơn. Quay lưng lại, quay lưng lại. Quay lưng lại dùng hai tay dính hai sợi dây á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi ngồi mạnh vô không sao chứ á. Bình thường à. Rồi giống như mình đưa võng luôn. Đúng chưa? Ô đây là lần đầu tiên tôi hướng dẫn luôn, tôi không biết luôn. Hướng dẫn hên xui mà dám nghe lời. 1 2 3. Rồi qua đây trải nghiệm với du khách bên đây luôn. Ô này đẹp quá. Dạ. Em coi bước chân miền Tây. Tôi xem hoài hả? Ở đâu đi chị? À, thị xã Long Mỹ. Long Mỹ. Long Giang, tỉnh Long Giang. Dạ. Rồi hôm nay xuất hiện trên bước chân miền Tây nha. Đúng rồi. Dạ. Thì mấy ngày chị? Mới hôm qua nay à? Dạ. Vui không? Vui. Dạ, quá êm. Rất vui, rất vui luôn. Dạ. Rồi bye. Lần đầu tiên đi. Dạ. Vậy hả? Rồi chúc cho chúng đi vui vẻ. Đây, bên đây cũng có mấy view rất là đẹp nè. Chưa về luôn hả? Dạ, chưa về. Nào có chú về con mới về được. Dạ. Ngày mai mới về hả? Rồi chắc chiều nay con về trước. Ở chiều đó có chuyến về thôi không? Dạ, con 3 giờ rưỡi á. 3 giờ rưỡi con về luôn á. Con chú giờ mai mới về ha. Dạ, dạ. Đây. Quá trời đẹp luôn rồi nè. Ở đây người ta bố trí thêm những cái tiểu cảnh này phải nói là rất là đẹp nha. Ở trên đây có như có cái lồng chim đó nè, không biết phải lồng chim không mà. Quá đẹp luôn. Nước biển rất là ngọt luôn hả? Nước biển ngọt luôn. Uống thử đi biết liền à. Cái này nước ở đây rất là trong nha. Mấy cái bãi này nè. Quá trời trong luôn. Trong luôn. Cho nên lại gì để tụi em follow. Ông trên bước chân miền Tây. Miền Tây này để đi cùng với hai bạn bên đây hả? Dạ đúng rồi. Thì là 4 bạn. Để không có hai không không nào thì chụp hình luôn vậy. Hai ông chụp rồi hai ông sợ cháy hình đó. Cái gì nói chậm chậm lại coi, nói chậm chậm lại. Đẹp hơn người với lại người cũng đẹp hơn mình đúng không? Wow, quá đẹp luôn, khung cảnh phải nói là rất là đẹp nha. Đây đây. Rồi nhìn nhau, nhìn nhau, nhìn nhau. Rồi.
hôn nhau, hôn nhau, hôn nhau, hôn nhau. Giống như con dâu chú rể vậy đó. Hôm nay là lên đón tiếp luôn rồi. Ông biết cái ông không chịu hôn ha. Có qua hồng mẫu không? Rồi là gặp nữa, một lát ông gặp ổng nữa. Trời hoài luôn. Trời ơi nhìn ta chụp hình thấy ham trời, tôi không ai đi chụp hình chung chứ. Ủa như là bố mẹ này hình như gặp ở bãi mến hôm qua đúng không? Hồi hôm qua đá nước nhớ rồi. Phải đá nước không? Đúng rồi. Đá nước ướt cái quần. Phải từ từ dịnh bạn gái kìa. Đá chợt. Nổi tiếng luôn rồi. Đúng rồi, chứ này cái này khán giả lên là nói là có biệt danh mới. Biệt danh mới luôn ạ. Ồ đẹp thì cái dòng ở đây để biển đẹp. Thấy được nguyên cái khung hình biển luôn ha. Có duyên gặp nhau, thành ra nổi tiếng luôn. Hai cặp này lên sóng có duyên ơi, lên đây luôn. Gặp nhau mà. Chụp đi. Trăm ngàn ngàn ngày cũng chưa chắc gì gặp nhau đâu. Đây đây chứ đang chụp nè, điện thoại này nè ha. Em lên biển diễn không? Quá trời đẹp luôn. Mới luôn chưa bị cưới đó. Rồi quay cưới, rồi, rồi, để cưới luôn hả? Như mấy anh hỏi chụp hình đám cưới cho. Rồi cười lên 2 3. Rồi nhìn nhau. Chốt nhà đi chơi nhìn nhau. Nhìn nhau, nhìn nhau. Rồi hôn nhau luôn. Hôn nhau, hôn nhau luôn. Ôi. Rồi nổi tiếng luôn. Làm chiếc tim luôn. Trời ơi cô dâu chú rể luôn trời. Không tập làm gì từ từ là vừa đó. Khoảnh khắc ngàn năm có một. Giữ lại luôn anh trai. Cái gì? Cái điện thoại bắt kịp không? Điện thoại lúc nãy bắt kịp không? Kịp. Kịp hả? Quá êm. Kỳ này lên triệu like trên Facebook luôn rồi. Trời quá đẹp luôn. Trời ơi hay ghê luôn á. Chụp nè. Trời ơi quá hay luôn. Chụp dính khoảnh khắc đó luôn rồi đó. Anh ấy không có cơ hội nữa rồi. Cơ hội là lần cuối cùng luôn rồi đó. Tại vì mọi hình ảnh nó được tung lên trước tàu hết rồi đó nha. Rồi cho mấy bạn chụp hình vui vẻ đi. Rồi tạm biệt mấy bạn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Trên tàu nữa mấy bạn. Rồi lên là em lên coi liền, em biết chút xíu lên hồng máu gặp nữa rồi. Mình đi dài bên kia. Quá đẹp, khung cảnh với nó là rất là đẹp nha. Khung cảnh này lấy được hết cái khung cảnh biển á, một cái vòng mà lấy được hết khung cảnh điểm, biển đường rất là đẹp. Bên này có câu kia lụm mấy cái con ốc kìa. Nhìn ốc ngọc hay gì. Ô lụm ốc hả cô? Dạ lụm vỏ. Lụm vỏ hả? Đó tôi thấy một con ốc phải là lụm vỏ. Lụm vỏ. Trời ơi. Nhiều không chị? Đây có vỏ gì đẹp đẹp khác trong kia không? Em tưởng đâu là lụm mấy con ốc còn sống hay không à. Nhiều không, nhiều không? Nước ở đây quá trong luôn. Như đây là ba cũng long bể rồi, ống mất ngọc luôn. Quá im luôn. Ôi rồi một ống luôn nè. Ống mất ngọc luôn nè. Rồi ôi có con này con sò nè, chà bá luôn nè. Quá im. Để mình đi kiếm kiếm coi có con nào không, mình cũng bắt thử coi. Thử vận may coi.
nó quá trời trong luôn. Đây đi cũng dễ chợt lắm nha. Bắt con ghẹ chảy máu luôn hả? Con ghẹ hả? Ghẹ nó kẹp. Đâu đâu có ghẹ không? Bắt con nhớ thả rồi. Thả luôn hả? Ừ. Bắt con ghẹ chảy máu không? Ừ đúng rồi. Quá trong luôn. Nhìn thấy ở đây có loại rong sao? Cái này là rong hay sao? Cái gì? Cắn xong rồi cắn lại hả chị? Rong ướt quần luôn rồi. Đây có mấy cái. Cái này rong. Nhiều kia hả? Bán cái gì nhớ chi vậy? Trời ơi. Nó để của em hết luôn. Quá em. Đây ở bên đây thì có một cái dòng nó rất là đẹp nha. Quá trời khách đang đợi luôn nè. Giống như ship hàng luôn vậy. Quá trời hòn luôn à. Hòn máu, hòn đô nai, hai hòn đụng. Rồi sao thôi mình nhường chỗ đi. Chỗ đi cô. Quay cho cô luôn nè. Trời ơi, đi cái này vậy có quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn rồi. Lấy được vừa lấy được biển mà vừa lấy được núi nữa. Quá đẹp luôn. Hai, hai, hảo, hảo. Hết đường lên chơi luôn, chụp 0.5. Các bạn vô đi, chụp giùm cho. Dạ, yeah, đây, anh Tùng, chụp giùm hai bạn. Ở đây có chiếc ảnh da đứng kế bên nè, tận dụng đi. Anh ơi là anh kêu mình chụp đó. Mình gài kèo cho hai bạn có người chụp giùm nè. Chứ mình máy mình to lắm, mình không có cầm một tay được. Rồi, lấy hết nha, lấy hết luôn nha. Từ từ nha, kiểu nữa nha. Rồi, thêm kiểu nữa, thêm kiểu nữa. Chụp đứng chụp ngang vài kiểu đi. Rồi, đừng ghê nha, đừng ghê nha. Đừng ghê nha. Kiểu này, cái kiểu này dữ dằn lắm nha. Kiểu này nhìn giống phim hoạt hình. Đó, quá dữ luôn rồi. Lúc phim Google. Quá trời nhiều tấm luôn rồi. Chụp tá lả nhiều tấm luôn, coi dính. Coi dính tấm nào không nghe. Rồi, coi dính tấm nào không nghe. Coi dính không nghe. Được chưa, được chưa, được chưa. Được rồi, cảm ơn nhiều. Rồi quay nhảy luôn đi. Quay chen luôn, quay chen luôn. Chưa, nhờ anh bây giờ mình cứ bấm giữ thôi, quay vài giây à. Rồi, bấm là quay đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Quay tốt tốt không? Quay đi. Anh quay chưa á? Rồi đang quay đó. Ủa, có miếng gì đó hả? Miếng gì rồi đó, nó mình cắt như mình cắt nha. Nhiều quay anh. Nhiều lắm đó. Rồi. Ôi giờ cắt nước quá, mình sẽ đi vào trong quán mình kiếm cái gì đó để uống rồi. Có một chỗ để khấm bắt ốc luôn. Chắc mình bắt mấy con mực được á. Trong đây có nước gì uống đây? Hay có nước gì uống em gái?
nước ngọt, cà phê, trà sữa, trà đường. Cà phê sữa. Cà phê sữa hả? Lấy cho anh một cái dừa đi. Dạ, em một cái dừa. Cái dừa nha. Dạ một cái dừa đi chú. Rồi kiếm chỗ nào đó mình ngồi coi. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức một cái trái dừa ở đảo luôn nha. Dừa này là dừa đảo luôn á. Mát quá luôn. Thôi như vậy là một cái dừa ở trên đảo là có giá là 35.000. Ở trên đây đặc biệt hình như là mình thấy hình như có một quán duy nhất à. Khách lên đây thì chỉ tập trung ở quán này thôi. Giờ này uống một cái trái dừa ở đảo phải nói là rất là mát. Bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá dòng đảo luôn nha. Bên kia có mấy cái hàng dừa phải nói là rất là đẹp kìa. Ở đây quá quá mát luôn, ở đây có một cái cây to quá to nè. Đi vòng hết chưa mà ngồi nghỉ mệt rồi hả? Đi vòng hết luôn đó phải không? Ở bên kia đây, đi qua giờ bên đây luôn. Bên đây có mấy cái hàng dừa kìa, nó rất là đẹp kìa. Rồi chụp ảnh luôn, đẹp quá đẹp luôn. Nè. Đây bên đây có mấy cái hàng dừa phải nói là rất là đẹp nha. Khá là lý tưởng để chụp ảnh luôn á. Một cái khung cảnh phải nói là tuyệt vời. Quá mát luôn. Hello, hello, hello. Ở đây đi tắm được luôn hả chị gái? Yeah. Quá đã luôn hả? Em gái người where are you from? Em sinh ra và lớn lên ở Canada và ba và má của em là người Việt Nam. Người Việt Nam luôn hả? Yeah, người Việt Nam. Em có thường đi du lịch ở những cái đảo này không? Thì cái này là lần đầu tiên em đi. Yeah. Lần đầu tiên luôn ha. Lần đầu tiên. Trước đây em về là 5 năm rồi thì em không có về Việt Nam nhiều. Như vậy là đang làm việc ở Canada ha? Dạ, đang làm việc tại đang sống ở Canada. Thấy cái cảnh đẹp ở đảo mình đẹp không? Đẹp, quá đẹp. Đẹp hơn Canada không? Đó thì khác. Khác. Khác hơn ha. Mấy cái Canada có chỗ mà đẹp luôn. Có những cái điểm du lịch đẹp bằng ở Việt Nam không? Ở Canada không có bãi. Không có bãi giống như vậy ha. Canada lạnh hơn nhiều. Lạnh hơn ha. Có bờ sông mà không có bãi vậy. Về Việt Nam trong năm nay là em về Việt Nam mấy lần rồi? Em có về Việt Nam được nhiều lần mà khi nào em nhỏ hơn. Thì em về được 6 lần mà trước đây là 5 năm, và trước đó là 8 năm. 5 năm, 6 năm em mới về một lần. Dạ. Cũng lâu ha. Cũng lâu, khó kiếm thời gian để đi. Công việc thì nhiều ha. Công việc thì và xa lắm. Bay từ Canada tới đây khoảng 26 tiếng. 26 tiếng. Dạ. Đi một mình, em đi một mình hay là có đi với ông xã không? Em đi một mình. Một mình luôn. Dạ. Đi du lịch ha. Dạ. Rồi cảm ơn em gái nhiều nha. Chúc em gái nhiều sức khỏe, nhớ chụp nhiều bối hình nha. Rồi bye bye. Ở đây thì tắm rất là mát nha. Khung cảnh những cái hàng dừa phải nói là rất là đẹp. Ở đây là một cái trải nghiệm nếu mà đi được đây để du lịch thì phải nói là cũng khá là lý tưởng nha. Du lịch bụi.
du lịch bụi không mấy cô? Dạ. Không sao, mới mất xem cái bạn ta like. Chứ sao? Cảnh nước bạc chưa? Dạ, anh bước chân miền Tây lạnh rồi, con thì chưa. Con là Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Dạ, Cao Tùng Vlog. Cảnh bước chân miền Tây cô cũng hay coi. Dạ. Ở đây thì chủ yếu con tôi quay, quay cái quang cảnh thôi. Cho cô chú anh chị nào mà có đi đảo thì có thể biết được những cái cảnh đẹp ở bên ở trên đây. Ở đây thì người ta cũng đang còn đang xây dựng dang dở. Vẫn chưa có hoàn thành được á. Mấy cái đường này là sóng nó dập vào bị lỡ hay sao hả chú? Mình đang xây dựng lại ha. Dạ. Quá đẹp luôn. Một cái quang cảnh với nó hoang sơ rất là đẹp. Bây giờ thì mình ghé Hòn Dầu cũng khoảng có một thời gian thì tàu mình đang chuẩn bị đi qua Hòn Máu nên là không có thời gian mình quay nhiều được. Giờ này thì mình đang tập trung đi ra tàu để chuẩn bị đi qua Hòn Dầu. Hòn Máu. Máu, máu. Máu không? Máu dữ, máu dữ chứ không phải là Hòn Máu trời. Hòn Máu. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ đi qua tiếp tục hành trình đi sang hòn khác nên mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Cô chú anh chị nhớ đón xem và theo dõi hành trình đi ra hòn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi ra Hòn Máu nha, để khám phá Hòn Máu. Cô chú anh chị nhớ đón xem và theo dõi clip tiếp theo nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Tàu này như là không phải cái tàu của mình hay gì á. Không biết là phải đi ra cái tàu mình hay không á. Có gian qua cái tàu của anh sĩ bên đó được không? Chút xíu thôi. Xíu hả? Ờ, vậy là tàu của anh sĩ đi sau. Thôi nó tùng ở lại Hòn Dầu luôn đi. Chắc ở là Hòn Dầu luôn quá. Đường nào cũng dài Hòn Máu à? Không em, không em. Rồi chạy ra đây. Rồi xuống. Đủ chưa? Vậy là tàu của mình vẫn chưa có xuất trình á. Xuất hành đi ra ngoài phía ngoài. Lấy tay vô, lấy tay vô. Bye bye. Tại nước trong phải nói là rất là đẹp. Rồi như vậy thì mình sẽ đi lên đò để đi ra tàu và sau đó mình sẽ tiếp tục di chuyển qua Hòn Máu.
là nguyên cái đoàn của mình nè. Trời ơi, nắng rồi kìa, chắc này chơi buồn ngủ rồi á. Rồi đi theo luôn kìa, dẫn chú chó đi theo luôn kìa. Ủa phải cho nhà của mình không? bắt con chó đi theo luôn kìa em gái. Rồi đi xuống luôn. Đây nè, ở đây có hai người này, hai anh này là dạng gì không biết. Đó, ở đây có hai chị này lẻ nè. Nói chưa? Một người là 20 ngàn hả cô? Gửi anh Tùng là hai người là 40 ngàn. Vì vậy là mình đi lẻ, đi ghép thì đại đoàn người ta có đóng phí rồi. Thấy cô, trả tiền gửi tiền. Vì vậy là nếu mình đi lẻ mình đóng thêm một người là 20 ngàn nữa nha. 20k một người. Chắc là tiền tàu vận chuyển vô đây hả anh trai? Phải không cô? Dạ, tiền chở ra chở vô. Dạ dạ. Rồi, chia tay. Đủ tiền cho cô để thiếu nha. Coi kỹ nè coi. Nắng. Rồi, bye bye cô luôn. Rồi, chia tay Hồng Dầu. Cái con nhỏ tay hồi nãy á. Đi lộn tàu nữa gì vậy? Đường nào cũng dài đó liền mà. Đó chồng luôn. Nên đi trong những ngày